Gương mặt thân quen 2022 đã quay trở lại với phiên bản song ca. Hãy cùng khám phá bên trong hậu trường tập 1 có điều gì. Hồi hộp không? Đi đi, đi đi. Không hồi hộp. Rất là vui, vui vẻ lắm. Vui vẻ quạo. Quạo làm mấy giám khảo lại đi. Vui vẻ đi. Vui vẻ. Trời ơi, lâu gì mà có áo bánh nữa. Không, lâu cái lâu này là em mới đi nhận về lâu bàn xấu. Lâu bàn xấu, mới đi nhận tím vậy đó. Đẹp. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Chín rồi nào. Anh coi cái nết của mấy cháu mà cộc cộc nè anh vậy. Không có đâu này. Chị kéo chửi quá, chửi vào đi. Cái này đang làm cho bây giờ bỏ đi ác cho sợ lắm quay chứ rồi. Để tao quay không ơi. Có gì đâu quay. Đừng quay cả mấy cái bỏ đi mất tiêu luôn. Anh nói em có hồi hộp lắm. Anh bị áp lực á, anh nói trong phòng với lại chú Phú Bảo với lại anh bị áp lực. Mình là Si Luân, còn đây là Quốc Bảo. Về cái tiết mục này hai chú cháu cũng rất là mê. Nên bây giờ thôi, thả lỏng tâm lý, thoải mái nhất có thể để lên sân khấu chơi hết mình, quậy hết ga để có một tiết mục thiệt là vui và đầy màu sắc. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cho đội của Si Luân và Quốc Bảo nha. Đừng quên đón xem chương trình Gương Mặt Thân Quen 2022 trên sóng của VTV3. Chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Kim Thành và Giang Như đang ở trong hậu trường, đang ở trong phòng make up. Mọi người có thể thấy là Thành vẫn chưa hề đánh son. Còn Giang Như mọi người thấy sao ạ? Giang Như hỗ trợ Kim Thành luôn. Giang Như còn chỉ cho Kim Thành cách động tác như thế nào cho đẹp luôn. Tại vì bạn đã từng nhảy 8 năm rồi. Mọi người ơi, nhóm mình là nhóm It Girls. Cho nên là mọi người hãy ủng hộ cho Kim Thành và Gia Như trong chương trình Gương Mặt Thân Quen nhá. Mọi người nhớ đón xem chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca của năm 2022 nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho cô Phạm Lịch, như là Khánh Chi và tất cả các bạn thí sinh nha. Mình là Phượng Vũ. Và Phượng Vũ rất là vui cũng như là rất là háo hức khi mà mình lại quay trở lại Gương Mặt Thân Quen vào năm nay cùng với một thí sinh nhí nữa cũng rất là dễ thương, đó là bé Khả Hân. Cho con xin gửi lời này tới các vị giám khảo đẹp trai xinh gái trẻ trung năng động. Dạ, con mong là mấy cô chú chấm điểm cao cao giùm con ạ. Mấy cô chú thật là xinh đẹp ạ. Vỗ tay, vỗ tay vui. Để mà cái tiết mục đầu tiên của Vũ cũng như là bé Khả Hân mở màn thật là nhiều năng lượng và thật là hay, thật là sung, thì Phượng Vũ hy vọng rằng là quý vị đón xem và quý vị cũng cổ vũ hết mình nha. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca 2022. Trong phiên bản 2022 này thì Trung sẽ là cố vấn cho một bạn thí sinh nhỏ, sẽ có một bạn nhỏ đi cùng với mình trong mỗi tiết mục. Và bạn nhỏ đó chính là Bảo Ngọc ơi! Xin chào khán giả nha, con là Bảo Ngọc. Hãy ủng hộ cho con và thầy con là chị Tư Trung. Mọi người ơi, hãy ủng hộ cho con là Bảo Ngọc và thầy của con là chị Tư Trung nha. Cùng theo dõi chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản số 2022 trên 63 mọi người nha. Mọi người ơi, con
người ơi, hãy cùng đón xem và ủng hộ cho team Bình Minh Mông trong chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản Sông Ca năm 2022 nhé. Gương Mặt Thân Quen, chương trình giải trí hóa thân nghệ thuật hàng đầu Việt Nam đã quay trở lại.